kiếp nạn của gà Tây khi du nhập qua các nước, những tên gọi khó hiểu và sự thật ngã ngửa. Bạn có biết gà Tây trong tiếng Anh được gọi là Turkey, nhưng Turkey cũng có nghĩa là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng tại Thổ Nhĩ Kỳ, người ta gọi gà Tây là Hindi, có nghĩa là Ấn Độ. Còn tại Bồ Đào Nha, người dân gọi gà Tây là Peru. Chưa hết đâu, trong tiếng Ả Rập thì con gà này được gọi là Great Chicken, có nghĩa là gà Hy Lạp. Nhưng trong tiếng Hy Lạp thì gà Tây lại được gọi là French Chicken, có nghĩa là gà Pháp. Còn trong tiếng Pháp thì nó được gọi là Indian Chicken, gà Ấn Độ. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Gà Tây vốn là một món ăn biểu tượng trong lễ phục sinh đối với những quốc gia theo Thiên Chúa Giáo, nhưng cũng không xa lạ gì với người Á Đông. Chúng là những con gà cỡ lớn, cùng họ với gà lôi, sở hữu một bộ lông to xù bắt mắt và thịt thì ngon đừng hỏi. Và cái con lằng nhằng này có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, chứ chẳng liên quan gì đến Ấn Độ hay là Thổ Nhĩ Kỳ cả. Vậy tại sao con vật tưởng chừng quá quen thuộc này lại bị đùn đẩy cho nhiều quốc gia khác nhau thế nhở? Mọi thứ gây lú xuất hiện vào thế kỷ 16 sau khi Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ. Columbus đã tưởng rằng ông đặt chân đến Ấn Độ và vì gà Turkey có nguồn gốc ở đây nên một số quốc gia mới đặt cho nó một cái tên liên quan đến Ấn Độ. Ngoài ra, những thương nhân Tây Ban Nha đã từng mang những giống gà này về châu Âu xuyên qua Bắc Phi trong thế kỷ 15 và 16. Nhưng khi họ đi ngang qua Thổ Nhĩ Kỳ, các đầu bếp tại đây đã giúp con gà có được hương vị cực kỳ độc đáo, ngon nhất từ trước đến nay. Cho nên người dân châu Âu này nhầm tưởng chúng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ở Việt Nam chúng ta thì vẫn gọi là gà Tây hay là gà lôi. May là không có gọi thành gà Triều Tiên hay gà Nhật Bản, gà Trung Quốc. Nếu không thì cũng không biết loài gà này sẽ lạc trôi tới đâu nữa. Các bạn nghĩ sao về sự thật thú vị này? Chia sẻ cùng Tin Nhanh 24 giờ online cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức và câu chuyện thú vị.